Chào các đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay lên các bác mẫu xe đạp địa hình Upland Vanguard 500, là dòng xe đạp khung nhôm, được trang bị bộ bánh vành bánh là 27,5 inch, phanh dầu và bộ chuyển động của xe thì là được sử dụng bộ Shimano Atus với 9 nip 3 đĩa, và cái giá bán của chiếc xe bên em đang bán là 6.800.000, một mức giá nó rất là rẻ cho một chiếc xe đạp cấu hình cũng cực kỳ là tốt, khung nhôm thôi nhé. Thương hiệu Upland, model là Vanguard 500, một cái thương hiệu thuộc tập đoàn Golden Wheel và có mặt trên thị trường từ năm 1984. Nó có cái bề dày lịch sử sản xuất xe đạp cũng rất là tốt và cũng khá là có tiếng ở trên thị trường xe đạp. Tông màu xanh đen rất là thể thao, cực kỳ đẹp. Nước sơn nguyên bản các bác nhé, và sơn si thì còn rất là mới, chỉ có những cái vết xước nhỏ xước răm tôi đã có quá trình sử dụng và sẽ bãi không tránh được rồi. Còn hầu như là không có vết xước sát là đáng kể cả. Đây là ly lông các bác nhé, chủ cũ bọc ly lông đây. Tông màu này rất là đẹp, tông màu xanh phối cái đen và xanh lam thì nó rất là thể thao và rất là khỏe khoắn. Thì với cái tầm giá 6.800.000 này thì các bác đã được sử dụng một cặp vành bánh 27,5 này. Vành bánh này là nguyên zin theo xe luôn các bác nhé. 27,5. Lốp thì sử dụng lốp của Kenda và bản lốp là 1.95. Mayo Shimano. Mayo sử dụng là của Shimano. Và bộ chuyển động theo xe là Shimano Atus với 9 tầng lip và 3 tầng đĩa cho 27 tốc độ khác nhau. Đùi đĩa cũng của Shimano luôn. Trên phần ghi đông đây cũng được trang bị là tay bấm xả, bộ tay bấm xả Shimano Atus và cụm phanh dầu cũng của Shimano luôn nhé. Cấu hình cực kỳ là tốt trong cái tầm giá dưới 7.000.000 đồng, rất là phù hợp để cho các bác mà đang muốn tìm kiếm chiếc xe đạp địa hình để leo núi hay là thể dục hàng ngày rèn luyện sức. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trở xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây, đấy, thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây và ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác, và mời các bác tiếp tục xem video. Khỏe thì đây là một cái lựa chọn nó rất là tốt rồi. Khung nhôm thì cực kỳ là chắc chắn này. Đấy, thì size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa yên là 45 cm, từ cọc yên tới cổ phốt còn là 55 cm, thì xe phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m63 đến 1m73 thì phù hợp. Atus 9 lít 3 đĩa, động rất là mượt đó nhé, nó có thể nhìn trên hình. Giá bán của chiếc xe bên em đang bán là 6.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn tôi lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.